Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 18, từ câu 1 đến câu 8. Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Người nói, trong thành kia có một ông quan tòa, ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó cũng có một bà quá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông, đối phương tôi hại tôi, xin Ngài minh xét cho. Một thời gian khá lâu, ông không chịu, nhưng cuối cùng ông ta nghĩ bụng, dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ quá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài làm ta nhức đầu nhức óc. Rồi Chúa nói, anh em nghe quan tòa bất chính ấy nói đó. Vậy, chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Ngài đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Ngài sao? Lẽ nào Ngài bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, Ngài sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Quý vị và các bạn thân mến, sống trong một thế giới với nhiều cám dỗ hấp dẫn luôn vẫy gọi, khiến con người dễ dàng đi theo khuynh hướng thực dụng, thích hưởng thụ. Khuynh hướng này cũng ảnh hưởng đến đời sống của người Kitô hữu, đặc biệt là trong đời sống tương quan với Chúa, trong đời sống cầu nguyện. Thật vậy, là người Kitô hữu, không ai là không cầu nguyện với Chúa, ít nhất cũng có một lần trong đời, như một động cơ cần có dầu nhớt để bôi trơn, để chạy nhẹ nhàng và bền bỉ, thì cầu nguyện như nguồn trợ lực vô hình giúp người Kitô hữu can đảm và bền bỉ vượt qua mọi khó khăn và thử thách trong đời sống đức tin. Thế nhưng, có thể tìm thấy được người kiên trì trong cầu nguyện không? Có thể có, nhưng không phải là tất cả. Chúng ta thường cầu nguyện tùy hoàn cảnh, tùy tâm trạng. Vì thế, rất khó để kiên trì trong cầu nguyện, nhất là khi lời cầu nguyện của chúng ta không được đáp trả theo ý mình muốn. Trong những trường hợp này, nó khiến chúng ta than vãn, buông xuôi, mất niềm hy vọng. Kết cuộc là chúng ta như một động cơ bị chết máy vì thiếu dầu nhớt, tức là thiếu cầu nguyện. Chúa Giêsu dạy chúng ta phải kiên trì cầu nguyện, đừng bỏ cuộc. Thiên Chúa là tình yêu, là đấng hay thương xót. Ngài không bao giờ để cho người luôn trông cậy vào Ngài, luôn kiên trì trong cầu nguyện phải thất vọng bao giờ. Nhưng là người Kitô hữu, chúng ta cũng nên hiểu điều này. Thiên Chúa luôn đón nhận lời cầu xin của con cái mình, nhưng cũng có lúc Ngài trả lời không. Và thay vì ban cho chúng ta thứ chúng ta cầu xin, thì Ngài lại ban cho chúng ta những thứ khác vì ích lợi cho chúng ta hơn. Cho nên, dù ở hoàn cảnh nào, chúng ta hãy luôn kiên trì trong cầu nguyện, bền lòng cho đến hơi thở cuối cùng. Chúng ta sẽ khám phá ra Thiên Chúa là đấng tuyệt vời. Lạy Chúa, chúng con nhận biết rằng Chúa là người cha giàu lòng thương xót, luôn quan tâm và yêu thương con cái mình. Xin cho chúng con biết kiên trì hơn nữa trong cầu nguyện và biết xin những điều đẹp ý Chúa, cũng như kiên nhẫn đợi chờ với tất cả niềm tin tưởng.